Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Lại tiếp tục quay cho bác một em điều hòa đây. Trước mắt qua đây là một em điều hòa Mitsubishi. Con này thì nó là một dòng VIP hết của dòng Mitsu rồi. Tên lửa 4 na đảo độc lập. Đấy. Thì em xin dành một chút thời gian cơ qua cửa hàng em trước. Cửa hàng em tên là cửa hàng Hàng Nhật Bái Thanh Lâm. Em dùng hai số điện thoại. Số đầu tiên số 0975 360433. Dưới là 0377 99 6066. Thì hai số này thì em đều dùng Zalo cả nhá. Đấy, thì bác nào lấy thì alo cho em. Thì nhiều bác cứ hỏi em là thế tại sao mấy hôm nay ít thấy điều hòa quay nhiều và xếp nhiều vậy, thì cũng thông báo với các bác là 10 hôm nữa thì em về bên Thái Bình, em làm về bên quán mới thì nó sẽ đầy đủ điều kiện trong trang thiết bị vật vật chất hơn, cũng quán xá nó cũng sẽ đẹp hơn. Đấy thì cũng không còn làm ở Hải Dương nữa. Thì cũng rất là mong các bác ủng hộ em nhé. Đấy, bác nào mà có dịp mà qua cầu Hiệp Thái Bình thì nhớ vào cửa hàng nhà em ủng hộ em và uống với em một chén nước chè nhé. Thì em ở bên kia cầu Hiệp, tức là ở bên phía Thái Bình nhé. Đấy thì bác nào gần đấy hoặc đi qua đấy thì cứ tạt vào em uống nước chè nhé. Thì quán đây thì em đang dỡ dần đồ đi rồi. Thì hiện tại thì quán mới thì cũng đang chuẩn bị gấp rút khẩn trương nhanh nhất có thể để làm sao mùng 2 này em kịp vào khai trương. Đấy, quán mới. Đấy thì những cái ngày này thì vẫn tranh thủ quay video để bán máy, chứ không để kênh chết được. Đấy, nhiều bác cứ xuống em bảo là sao mấy hôm nay nhà quang vậy, thì cũng thương các bác là em cũng đang di rời dần quán em sang quán mới rồi. Đấy thì em quay vào máy đây, không làm mất thời gian của bác nữa. Đây máy đây lỉ rất là trắng luôn. Đấy các bác nhìn thấy những cái con hàng đấu mà hàng chất thì bao giờ cái máy nó cũng khôn lắm, nhìn đâu cũng thấy khôn quá. Từ những cái ống đồng quá nhìn này, đấy nó còn nguyên những cái hàn the thăm ống đồng này. Đấy, dạy cho để thăm ống, dàn nóng đây, dàn nóng thì không một vết mũi đốt luôn, cực lét luôn. Con này thì là đầu 80, công suất to, vụt cho phòng tầm 40 m². Đấy, thì em quay vào tem của máy luôn. Đấy rồi quay vào tính năng máy. Đây tem máy đây. MSZZ8022S đát 2022. Đấy, đát 2022. Đây tem lạnh đây, à tem nóng đây. MUZZ8022S trùng đầu trùng đít trùng đuôi. Đấy, đầu 80, khá là to. Các bác nhìn cùng lóng này em đã zoom vào 0.5 rồi đấy. Đây là cùng lóng nhìn còn đỡ bé đấy. Chứ ngoài đời cùng lóng nó to lắm bác, nó to bằng ngang người em. Đấy, đến hơn người em luôn. Khá là to luôn. Đấy, dàn kép đầu 80, chạy khá là trâu bò luôn. Đấy các bác nhìn thấy không? Những cái con hàng hàng đấu chất nó đẹp nguyên bản, các bác nhìn đi. Ở đâu các vết đèn nó dọi vào, nó không bao giờ có những cái vết mờ mờ kiểu của đánh giấy giáp. Nhìn nó khôn lắm, nó không dại máy đâu. Dĩ nhiên là tiền nào mua của đấy rồi. Tiền ít thì không bao giờ đòi hỏi được chất lượng nó cao được. Hàng lô thì em khẳng định với bác luôn, hàng lô thì không bao giờ chất máy nào đẹp này được. Và nhiều bác cứ hỏi em là máy bán thì có khiển zin đi theo máy không, thì em cam kết với bác là máy của em là trùng đời, trùng khiển đi theo máy, tôn zin. Nếu mà không phải là tôn zin, không phải là khiển zin, em tặng có cả cái máy này luôn. Đấy, quan điểm em bán hàng vậy, bao giờ cũng bán những thứ đồ tốt nhất, tốt nhất đến cho bác. Đấy, máy thì cam kết bác là không qua sửa chữa, không qua mông má, năm zin, công suất zin đi theo máy. Đấy, duy nhất có một con đầu 80 thì thôi. Đấy, bác nào mà nhanh tay nhanh chân thì alo cho em. Đấy, duy nhất có một con đầu 80 thì thôi nhá. Đấy, bác nào lấy thì alo hai số này. Máy thì em đang chào bán bác giá là 32 triệu. Đấy, 32 triệu thì em bảo hành cho các bác 1 năm, lối 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng đầu. Máy em bao bác chạy phòng 40 m², bao bác đắp chăn thì thôi. Đấy, hàng VIP nhất của hàng Fuji, hàng Mitsubishi. Con này thì có cảm biến AI. Đấy, có cảm biến chạy AI này. Đấy, có cảm biến chạy AI này, có chỉnh ẩm này, có tăng giảm đây. AI thì nó sẽ không chỉnh độ ẩm, còn bật về chế độ lạnh thì nó sẽ chỉnh được độ ẩm này. Đấy, nó sẽ cân bằng độ ẩm. Đấy, tức là máy nó sẽ cân bằng và tăng giảm độ ẩm theo ý thích của các bác. Đấy, rất là hay, đặc biệt dùng cho những bác nào mà thích ẩm hoặc là thích khô, có thể chỉnh độ ẩm được, thì đỡ bị sợ là ẩm nhiều quá hay là ít ẩm thì mình có thể tự chỉnh được. Đấy, 4 na đảo độc lập, cho 4 hướng gió khác nhau, cho 4 vị trí gió mát. Đấy, con này thì phun công nghệ rồi, có công nghệ mới là công nghệ tái tạo không khí. Đấy, tức là giúp lọc không khí và diệt khuẩn và khử mùi, giúp chất lượng không khí tốt hơn. Mà chức năng này thì chỉ được áp dụng lên dòng Mitsubishi thôi. Hiện tại cái thương hiệu Mitsubishi đang đứng đầu bảng luôn. Đấy, về điều hòa thì nó là đẳng cấp rồi, từ cái ống đồng, từ cái dàn ống chất rồi. Đấy, bác nào mà thích mua giá thợ thì em xin chào bán chiếc này giá là 30 triệu. Còn bác nào mà thích mua bảo hành ở nhà em giá là 32 triệu. Tất cả giá 30 triệu, 32 triệu là đạo, đều không bao gồm phí ship nhá.
Đấy, cũng báo cáo bác luôn là như vậy. Giá em báo công khai luôn. Đấy, các bác đi tham khảo các nơi. Nhưng em nghĩ chắc chắn là trên thị trường miền Bắc cũng như miền Nam mà để tìm con đầu 80 như thế này thì em khẳng định với các bác thì khó như lên trời tìm kim luôn. Khó như tìm kim đáy biển luôn. Cực kỳ khó luôn. Đấy, máy thì em đâm vẫn đang còn đều. Bởi vì một số con máy thì em đã cho di rời sang quán mới rồi. Thì để mùng 2 này thì tiếp khách cũng như để khai trương cửa hàng. Đấy thì rất mong các bác nào đã nhận được lời mời của em thì sang quán mới ủng hộ và uống em một chén nước chè nhé. Đấy thì bắt đầu máy đang di rời đi rồi. Đấy, thế nên nhiều bác xuống nhà bảo là sao mấy hôm nay không thấy điều hòa bày này, thì cũng thật các bác là điều hòa còn rất là nhiều nhưng mà đang cho di rời sang quán mới rồi. Vẫn để một số con lại đây để quay video để giữ kênh. Đấy, xong rồi mùng 2 này em làm thủ tục, mọi thủ tục xong là em sẽ bắt đầu vào làm quán mới. Đấy, bác nào lấy chiếc này thì alo cho em nhá. Đấy, em chào các bác nhá.